Hello, xin chào tất cả các em nha Bạn là Thầy Duy đây Hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi để nhìn lại đề số 38 Trên lớp vật lý physics vào uh, thứ sáu tuần trước Dạ Đây là một cái đề uh, theo anh Thành nói rất là dễ Đúng không ạ? À? Dùng để ôn học kỳ 2 Bây giờ chúng ta thử coi nó phải là vậy không ha Câu số 1 Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng vật lý của âm? Đặc trưng vật lý là những đặc trưng mà ừ, đo được đo lường được có công thức có ký hiệu có đơn vị ok chưa đó thì bây giờ tần số âm nè đó ép đơn vị là hết nè thì đó là đặc trưng vật lý luôn chọn đáp án là câu a ha? câu b là độ cao của âm thì đó không có đại lượng nào đâu. không có đại lượng nào hiển thị nó đúng không ạ à? nó chỉ ăn theo nó chỉ ăn theo tần số âm chẳng hạn Còn âm sắc thì nó chỉ ăn theo đồ thị dao động âm nó liên hệ với đồ thị dao động âm ra còn độ to của âm ha phụ thuộc vào từng người đúng không ạ? Những đặc trưng sinh lý đều phụ thuộc vào cái đặc điểm sinh lý của từng người ha, tùy cảm nhận của từng người. Đó và nó nó có thể liên hệ với đại lượng vật lý thôi chứ nó không có à, được diễn tả bởi một cái, cái, cái ký hiệu hay là có đơn vị đàng hoàng. Câu số 2, các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn gì? Thì các phản ứng hạt nhân tuân theo đúng bốn định luật bảo toàn thôi định luật bảo toàn số khối, định luật bảo toàn điện tích, định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và định luật bảo toàn động lượng. Ok chưa? À, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là có bảo toàn số số a, số khối ha, số nút lông à, không có bảo toàn số nơi trong và bảo toàn số proton nha mọi người. Được chưa? Mặc dù mọi người tưởng là cái số ở dưới á, cái số ở dưới á, nó là số gì? Nó là số proton nhưng không phải. Được chưa? tại vì chúng ta có những cái hạt cơ bản ok không cái hạt sản phẩm của ph phản ứng hạt nhân á mà nó có chỉ số dưới âm mà chỉ số dưới âm đâu có nghĩa là 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 nó có nó thiếu một proton được chưa âm một ở dưới đây có nghĩa là là, là một electron mà cho nên là chỉ có điện tích bảo toàn chứ không có uh, bảo toàn số proton ok chưa câu số 3, hiện tượng nhiễu xạ và hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng tại vì đây là nằm trong chương sóng mọi người nhớ à, một số tính chất của sóng là tính truyền thẳng à, phản xạ khúc xạ nhiễu xạ giao thoa Đó à, câu số 4 cường độ dòng điện y bằng 4 cos 120 bt ampere có giá trị cực đại là bao nhiêu thì à, giá trị cực đại chính là số dương đằng trước cos thôi mọi người ha ở chúng ta có 4 ampere là giá trị cực đại Câu số 5, trong sóng điện từ dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn dao động sao? Ok chưa? Thì cùng pha nhau. Nhớ giùm thầy là E và B của sóng điện từ là cùng tần số cùng pha và phương là vuông góc với nhau. Ok chưa? Phương là vuông góc với nhau. Đó, còn trong mạch dao động LC. Được okay? chưa? Cường độ điện trường giữa hai bản tụ và cảm ứng từ ở trong lòng ống dây ờ thì hai giai động này lại vuông pha với nhau cụ thể là bl bl nha B bl là b trong lòng móng dây á mọi người ha nó sẽ sớm pha b chia hai so với à, ec có nghĩa là cường độ điện trường giữa hai bản tụ ok câu số 6 một vật dao động điều hòa với tần số f thì chu kỳ dao động được tính bằng thức nào chưa thì chu kỳ là nghịch đảo của tần số thôi đúng không quá kinh điển rồi Câu số 7 gọi năng lượng của photon ánh sáng đỏ, lục, tím lần lượt là như đó. Được chưa? À, thì mình có cái so sánh nào sau đây. Thì bây giờ mọi người biết ha, ánh sáng càng lệch về gram màu lạnh thì nó càng mạnh ha, tím là mạnh nhất là epsilon tím phải đứng đầu. Thì chúng ta loại hai đáp án này đi. À, sau đó tới lục và đỏ là yếu nhất cho nó bán là câu A. Câu số 8 hạt nhân tritium 13 có Ok chưa? Ba số ở trên là nút lông nè, ba nút lông. Trong đó có một proton, chọn luôn đáp án là con A, được chưa? Đó ờ, và có hai neutron thôi mọi người, hai neutron. Câu số 9, hạt nhân càng bền vững khi có cái gì? À, năng lượng liên kết riêng càng lớn, được chưa? Đó, ờ, giống như là độ giàu của một quốc gia. Được Thì không nói về uh, tổng thu nhập đúng không ạ? Mà nói là gì? Bình quân thu nhập đầu người program okay đó để hiển thị là à, dân của một nước có giàu hay không thì chúng ta dùng GDP thì cái này cũng vậy để diễn tả coi một cái hạt nhân nó có bền vững hay không thì chúng ta coi à, có soi cái năng lượng liên kết riêng năng lượng liên kết tính trên mỗi đầu nút lông ok yeah. câu số 10 sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì à, sóng điện từ là rất rất là không thích không khí đúng không ạ không thích để cho. không thích thì cả vận tốc truyền sống và bước sóng đều giảm cho nó bán là câu c để cho ờ. nếu mà đây là sóng cơ thì nó là một câu chuyện khác okay câu số 11. mạch dao động điện từ lc lý tưởng đang hoạt động điện tích của một bản tụ điện à, nó sao thì nó sẽ biến thiên điều hòa thời gian thôi để cho. Tại vì điện tích của một bản tụ điện là nó nằm trong sơ đồ đại lượng điều hòa, ok không? Dùng kỹ thuật sơ đồ đại lượng điều hòa, Được chưa? Chúng ta thấy có quy nào trong đó cho nên nó biến thiên điều hòa. Câu 12, hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc là hiện tượng gì? Ok chưa? Đấy chính là hiện tượng uh, tán sắc ánh sáng, ok chưa? Có dây tới lăng kính là, 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 là tán sắc rồi. Câu số 13, khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha với nhau gọi là bước sóng ha. Ok cho. Có đủ ba yếu tố thứ nhất trên cùng một phương truyền sóng, thứ hai dao động cùng pha nhau, thứ... thứ ba là gần nhau nhất. Ok không? Thì nó thành bước sóng. Câu 14, một máy tăng áp, tăng áp à, tăng áp nghĩa là đầu ra lớn hơn đầu vào. Ok chưa? U2 lớn hơn U1 vậy tương đương với N2 lớn hơn N1. Yeah, không cần nói nhiều câu số 15 chiếu một chùm bức xạ có bức sóng là lambda vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện là 0.36 hiện tượng quang điện không xảy ra nếu lambda là bao nhiêu Chỉ cho chúng ta biết là điều kiện để hiện tượng quang điện xảy ra là lambda phải bé hơn bằng lambda zero ok chưa như vậy không xảy ra ha không xảy ra khi đổi chiều bước 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 phương thức thôi đúng không à mà lambda zero của mình là 0.36 rồi vậy thằng nào lớn hơn thì lấy ta chọn đáp án là câu B. Được chưa? Hoặc là bạn nào mà không thuộc cái này thì cũng có thể làm được đúng mà à? 0,36 sẽ xé cái đáp án thành hai vùng. Một vùng lớn và một vùng nhỏ. Thì mọi người thấy là cái vùng nhỏ nó nhiều đáp án đúng không ạ? À? Cho nên là chúng ta phải chọn để chọn để gọi là tính only đúng không ạ? À? Tính duy nhất của đáp án thì chúng ta chọn cái lớn thôi. Câu số 16. Một máy phát điện xoay chiều 3 pha đang hoạt động bình thường. Các số điện động cảm ứng trong ba cuộn dây của phần ứng từng đôi một là pha nhau bao nhiêu? Được không? Một cái round mọi người là nó là 2 pi, được chưa? Bây giờ chúng ta chia đều cho ba pha thì 2 pi chia 3, đúng không ạ? Câu số 17, chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc màu lục, đỏ, lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần cái chiết suất này. Rất là đơn giản luôn, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật sơ đồ đại lượng ánh sáng tại ra thì chúng ta có cái gì à có xếp theo thứ tự chứ nè màu đỏ ha màu đỏ trước là màu 2 nè ok chưa ở tiếp theo là tới màu vàng đỏ cam vàng lục lục là màu một mà lam là màu 3 nè và chàm tím là màu tím là màu 4 nè được chưa ở chúng ta biết n là nằm ở trên được chưa rất n phải quất em đi để n nằm ở trên tức là nó tăng tăng tức là dùng dấu nhỏ như thế này đây đúng không tăng có nghĩa là n 2 sẽ nhỏ hơn n 1 sẽ nhỏ hơn n 3 và nhỏ hơn n 4 được chưa như vậy xếp theo thứ tự giảm dần phải là n 4 3 1 2 4 3 1 2 cho nó bán là câu c được chưa Câu số 18. Trong sự truyền sóng cơ, chu kỳ dao động của phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là chu kỳ sóng. Chọn nó bán là câu A. Ok chưa? Câu 19. Đặt điện áp U bằng U0 cos omega T vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ cảm L. Thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là bao nhiêu? Ui rồi ôi. Đây. Chúng ta sẽ vẽ nhanh dạng đồ vector cho trường hợp này ha. Để cho chúng ta biết mạch chỉ có l thì u l là, là hướng lên đúng không ạ? À? thì đây à, nó cho pha là không thì bây giờ chúng ta đẩy xuống b chia hai để ra được pha của y ok ừ, chưa vậy pha của y của mình nó sẽ là trừ b ừ, chia hai ok chưa trừ b chia hai chúng ta loại hai đáp án này đi tiếp theo là y không sẽ bằng u không chia cho zl thôi chọn đáp án là câu c ha u không chia zl thôi để cho không có chia căn 2, với vẫn câu số 20 khi nghiên cứu quan phủ của các chất chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục để phát ra qua quang phổ liên tục á thì mật độ vật chất nó phải đủ lớn để ra mật độ vật chất nó phải đủ lớn để sao à để có thể sụp bọt lẫn nhau tạo ra tất cả các loại quang phổ ở lòng tự tạo ra tất cả các vạch sáng ở và nó làm cho cái 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 cái, ánh sáng trong quang phổ nó nó trở nên liên tục được chưa liên tục từ đỏ tới tím đó thì chất rắn là đặc rồi nè được chưa? ở chất rắn là đặc nè tiếp theo là chất gì tại chất lỏng nè đó mà cũng đặc nè ở chất khí ở áp suất lớn hay là chất khí đặc cũng được nè được chưa đó chỉ có chất khí ở áp suất loãng là không đủ khả năng được chưa? để tạo ra được tất cả các mạch màu có thể có thôi đó vậy là chọn đáp án là câu b câu số 21 phát biểu nào sau đây là đúng tx không có tác dụng nhiệt ok chưa Yeah. thật ra là tia không có tác dụng nhiệt là đúng đúng mà đúng tia hồng ngoại không có tác dụng làm đen kính ảnh Được chưa à? thì câu này là sai tại vì tia hồng ngoại có khả năng à, tác dụng lên một số kính ảnh ok một số kính ảnh mà cái 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 cái, cái, cái uh, gọi là cái bột nó nhạy cảm đúng không à? ạ thì tia hồng ngoại vẫn có khả năng làm đen kính ảnh như thường Được chưa đó chỉ có tia hồng ngoại yếu lắm đó đúng không ạ? À? Chúng ta dùng làm à, nói chung là tia hồng ngoại có khả năng làm đen cái ảnh như thường đúng không ạ? À? Đó là lý do tại sao là chúng ta có thể rửa được những cái tấm phim đúng không ạ? À? bị ố do tia hồng ngoại. Ừ. Được chưa? Đó thì chúng ta muốn chụp hình được hồng ngoại thì nó phải phải có khả năng làm đen cái ảnh, Đấy không? Đó. Phải như thế. Sóng cực ngắn có tác dụng nhiệt, được chưa? Sóng cực ngắn đúng là không có tác dụng nhiệt mọi người ha Đấy chưa? không có tác dụng nhiệt Đấy chưa? câu d tia gamma có khả năng biến điệu là sai rồi à. gamma rất xa với sóng vô tuyến điện rồi à. không có khả năng biến điệu chỉ có tia hồng ngoại là giáp ranh ha tia hồng ngoại là giáp ranh với sóng vô tuyến cho nên có khả năng biến điệu để chưa đó như vậy thầy sẽ giải thích chỗ này một chút sóng cực ngắn có tác dụng nhiệt hay không Tại chưa thì nếu mà mọi người coi cuốn DNA vật lý của thầy á một cái cuốn khá là oách nha đợi chút một cái cuốn khá là oách đấy từ đây một cái cuốn khá là oách từ coi rồi đây mọi người nha đối với than sóng điện từ của mình được chưa đó đối với than sóng điện từ của mình thì sóng dài sóng chung sóng ngắn sóng cực ngắn nè đúng không ạ à? trong phổ sóng cực ngắn có một loại sóng tên là sóng v 3 ok không sóng v 3 sóng v 3 có bước sóng là từ 0,3 nhân 10 mũ mũi 1 mét cho tới 10 mũ chiều 2 mét được chưa thì sóng V3 này nó nung nóng thức ăn bằng kiểu gì đó mọi người biết lò microwave đúng không ạ nó nằm giáp ranh với hồng ngoại ok chưa đó mọi người cứ tưởng là nó sẽ có tác dụng nhiệt như tia hồng ngoại không có đúng không ạ sóng vi ba ở nó không có tác dụng nhiệt nhưng nó có khả năng làm các phân tử nước nha mọi người nó có khả năng làm các phân tử nước à rung động đúng không ạ nó nó dao động thì khi mà nó dao động đó nó sinh ra nhiệt và nó làm cho cái đó nóng lên đúng không ạ à? có nghĩa là sự uh, gọi là gì uh, chuyển cơ thành nhiệt đúng không chuyển cơ thành nhiệt đó bây giờ nó kích thích dao động của các phân tử nước ok đó cho nên là những cái những cái 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 cái, cái đồ ăn mà nó thiếu nước á thì nó sẽ không có tác dụng nhiệt được chưa những đồ ăn thiếu nước thì nhiều khi là uh, làm xong nó khô queo well luôn Yeah, cho nên chúng ta muốn hâm gì đó thì chúng ta phải coi kỹ coi là cái đó nó có nước không được không? đó. Ờ, mà thực chất là chúng ta bỏ những cái đồ ăn, thức ăn ở trong tủ lạnh á nó đã bị, à nó đã có một cái lớp hơi nước đúng không ạ à? ở bên ngoài rồi. cho nên là có khả năng là ừ chúng ta lấy từ tủ lạnh ra đúng không ạ à? chúng ta để cho nó chảy ra một chút và chúng ta hâm đó ờ, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Được chưa? còn nếu mà nó khô nha rồi hơi toan đấy Đó, hâm xong là như cục đá luôn ok rồi nói chung là câu đúng là câu a à, ok không tia hoàn toàn không có tác dụng nhiệt nó chỉ có khả năng hủy diệt tế bào thôi không có tác dụng nhiệt ok không? nằm rất xa so với so với tia hồng ngoại sao không sao mà tác dụng nhiệt được câu 22 khi nhắc đến hiệu ứng nhà kính là muốn nói đến cái gì à hiệu ứng nhà kính là tia tử ngoại tia tử ngoại À, bị thủy tinh hấp thụ mạnh ok được chưa tia hồng ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh là hiệu ứng nhà kính ừ, hợp lý ok chưa Đó. À. câu 23 một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 m 600 nanomet tần số của ánh sáng này là cái gì à. ok này dễ đúng không ạ à? f của chúng ta nó sẽ bằng đi cho c chia cho lambda bước sóng đã trong chân không rồi thì chúng ta sẽ dùng tốc độ trong chân không chúng ta lấy ba đâu nhỉ để chút nha. ai máy tính đâu máy tính đây để ra mod một chúng ta sẽ lấy c là 3 nhân 10 mũ để ra nhắm mồm được nha nhắm mồm luôn đi 3 x 10 mũ 6 nè, chia đi cho 600 nanomet, có nghĩa là 6 x 10 mũ trừ 7. Thì chúng ta sẽ có được là 0,5 x 10 mũ trừ 13. Đó, 0,5 x 10 mũ 13 chứ, sorry. Ok chưa? Như vậy nó sẽ là 5 x 10 mũ. Kỳ ta, nhân 10 mũ trừ 9 nè. À nhân 10 mũ chia 9 thì nhân cho 100 là nhân 10 mũ 7 đúng 6 mà chia 7 là cộng lại với nhau là 10 mũ 13 vậy nó phải là bao nhiêu nhỉ đây thế nhỉ thôi bấm đi nhân 10 mũ 8 nè Ủa sao mình đi như 16 nhỉ như mũ 8 nha thế nên là 10 mũ 15 đúng rồi thì nó sẽ là 5 như 10 mũ 14 hết Giờ hơi chốc Co 24, một con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc G bằng 9,8 m trên dây bình. Chu kỳ dao động của con lắc là bao nhiêu? Thì T của mình nó sẽ bằng đi cho 2 bi căn L chia đi cho G. Được ra, thì Chúng ta bấm thôi. 2 bi căn bậc 2 của L là 1 m chia G là 9,8. Đó, thì nó ra 2 thôi. Đó, chọn đáp án là câu. À, mọi người cứ biết là bi nó với G á có khả năng rút gọn nha Được không sắp sĩ. to 25 chiết xuất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh là bao nhiêu chúng ta biết là V cho môi trường xíu N Được chưa thì nó sẽ là bị giảm tốc DN lần Được chưa nó sẽ bị giảm tốc DN lần Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đem C là 3. Chúng ta đem chia đi cho n thôi. n chúng ta là 1,6852 bằng. Nó ra đầu số là 1,78. 1,78 x 10 mũ 8 là chính xác. Cho nó bán là câu A. Câu 26. Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàng là Fn bằng F0 cos 20 bt thì sẽ ra hiện tượng cộng hưởng. Được chưa? Thì chu kỳ riêng của hệ phải là bao nhiêu? À, thì bây giờ mọi người biết là khi mà hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì chu kỳ của dao động riêng đó bằng đúng chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức bằng luôn chu kỳ của cả cái dao động cưỡng bức đó thì thằng này nó sẽ là 2 b chia đi cho omega của ngoại lực luôn là 2 b chia cho 20 b là bằng 0,1 giây chúng ta chọn đáp án là câu a câu 27 Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một thiết bị lệch pha 30 độ so với cường độ điện chạy qua thiết bị đó. Hệ số công suất, ok không? Hệ số công suất là cos của à, lấy phi U lệch so với phi y. được chưa? Thì đó. Trường này là 30 độ ha. Cos của 30, cos của 30 là căn 3 chia 2 là nó vào cỡ à đáp án là câu B, chính xác. Câu 28, đặt điện áp xoay chiều vào điện trở R thì dòng điện chạy qua R có cường độ là 1 A biết công suất trên R là 40W giá trị của R là bao nhiêu chúng ta biết là phê của mình ha dùng công thức màu màu xanh đó mà R y bình phương thì suy ra R của mình nó chính là bằng P chia đi cho y bình ha. Phê P của mình nó là 40 chia đi cho y bình đó là một bình phương thì nó sẽ ra 40 ôm chính xác câu 29 dòng điện xoay chiều có cường độ là y bằng 4 cos 200 BT trừ BG2 chạy trên một vật dẫn trong thời gian một giây số lần cường độ điện có độ lớn bằng 3 a là bao nhiêu được chưa chúng ta thấy 3 a không phải là giá trị biên ok chưa 3 a không phải là giá trị biên à y bằng 3 a khác giá trị biên được chưa cho nên độ lớn độ lớn của y bằng 3 a không phải giá trị biên cho nên suy ra À, nó sẽ có bốn ngọn ha không phải giá trị biên, ra mà chị tuyệt đối mà tháo trị tuyệt đối ra là nó có cộng trừ, ra mọi giá trị nó sẽ có hai ngọn không phải là biên sẽ có hai ngọn, để ra cộng có hai ngọn, trừ có hai ngọn, tức là tổng cộng có bốn ngọn à. trên vòng tròn lượng giác ha bốn ngọn và bốn ngọn có nghĩa là một chu kỳ á là sẽ có bốn lần như vậy ha à, một chu kỳ nó sẽ có bốn lần như vậy bây giờ chúng ta coi là à cái khoảng thời gian này là bằng bao nhiêu lần chu kỳ đúng không ạ? À? Delta T đem chia cho T nó sẽ là 1 giây đem chia đi cho à 2 pi chia omega thôi. Đó vậy là omega chia cho 2 pi luôn, chính là tần số đó mọi người ha. Rồi, tần số của này là 100. Đúng chưa? Tần số của thằng này là 100. À giây, 100 lần chứ sorry. Đó, à, 100 chu kỳ và mỗi chu kỳ qua 4 lần chúng ta có 400 lần cho nó bán là câu C câu 30 trong thí nghiệm do về giao thoa ánh sáng đơn sắc khoảng vân đo được trên màn quan sát là y là như đây trên màn tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng là xì thì có là gì và bây giờ chúng ta sẽ tính bậc vân ha bậc vân k à, nó sẽ lấy tọa độ vân đem chia đi cho y và cho à, nếu mà hiệu hiệu quan lộ đó hiệu đường truyền đó thì chúng ta chia cho lambda còn thằng này ít thì chia cho y ha. 5,7 chia cho đi cho y là 1,14. Được chưa? Đó là phải là 1,14. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 5. Số nguyên ha. Vân sáng. Vân sáng bậc 5 là đáp án chính xác. Câu 31. Chất phóng xạ Ios y 53 131 có chu kỳ bán rã là 8 ngày lúc đầu có 200 gam chất này sau 24 ngày số gam iốt bị phóng xạ đã biến thành chất khác là bao nhiêu? được chưa? bây giờ chúng ta có khối lượng của hạt nhân mẹ bị phân rã nó sẽ bằng đi cho m0 nhân cho 1 trừ 2 mũ trừ t nhỏ chia cho t lớn được chưa? ở nhà này nó sẽ ra là 200 nè nhân đi cho 1 trừ đi cho 2 mũ trừ 24 chia cho 8 ok chưa? 24 chia 8 là 2 mũ trừ 3 200 nhân cho à, chắc nhân cho 7 phần 8 đúng không ạ à? Ok bấm luôn 2 mũ trừ 24 chia 8 là 2 mũ trừ 3 đó 1 phần 8 đó oh, 1 phần 8 là 1 trừ 8 là 7 phần 8 Vậy là 175 175 cho nó bán là câu D câu 32 trên sợi dây nằm ngang đang có sóng dừng ổn định Ok này thì à, làm cái giấy nha Ok, thấy là 30, 31 câu đầu cũng có vẻ là 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 là, là ngon nghẻ đấy, đúng không à? Gì vậy trời? Ờ. À, và 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 dữ trời. bài này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật vòng tròn phân bố biên độ là ngon nhất đúng không ạ à? kỹ thuật vòng tròn phân bố biên độ là ngon nhất rồi còn gì nữa và bây giờ chúng ta biết nè chúng ta có kỹ thuật vòng tròn phân bố biên độ của thầy đúng không ạ à? chứ của ai nữa đây vòng tròn phân bố biên độ trong sóng dừng đây hai đầu đều là biên đúng không ạ à? hai đầu hai đầu đều dương á nói chung là vậy ha ô nằm ở đây hai đầu đều là bụng ok không hai đầu đều là bụng nè ở ờ, còn hai đầu này đều là nút ha hai đầu này đều là nút nút ok không ở những điểm dao động cùng pha phải nằm một bên so với đường tròn bây giờ chúng ta có là gì à, phê dao động cùng biên độ a cùng biên độ a mà biên độ a là nửa biên độ của bụng thì chúng ta sẽ có bốn ngọn trên vòng tròn lượng giác ok chưa chúng ta sẽ có bốn ngọn trên vòng tròn lượng giác đây biên độ là a biên độ là hai a nè biên độ của bụng là hai a thì biên độ này là a a thì nó nhỏ xíu nó nằm ở trong đây nó sẽ ứng với bốn ngọn này trên vòng tròn lượng giác được chưa bây giờ chúng ta sẽ bố trí các ngọn sao cho nó dẻo thôi bây giờ m -N -P là dao động cùng biên độ là nó nằm một bên ha thầy chọn bên đây ha thầy chọn bên đây À, cùng pha với nhau đó, à, thì với mn lớn hơn n mn mà lớn hơn n là là mình sẽ có gì nè mở đây đi ra mình sẽ có ban đầu là mở đây à, xong nó quay một vòng à, xong nó tới n xong rồi từ n nó quay tới phê vậy là phê phê là nó nó nó, nó nằm ở đây ok chưa đó quay theo chiều này nha Ok thầy chiều này Hợp lý chưa? Đó thì chỉ có bố trí như vậy thì, thì 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 MN nó mới lớn hơn NP thôi. Ok chưa? Vậy là MN của mình á là ứng với góc là 204 Ok chưa? Góc ở đây là 204 nè, sure, chắc chắn là như vậy rồi ha. 204 240 là lấy chia cho 360 đi, 204 chia cho 360. Thì nó sẽ ra là 2 lambda phần 3. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai là NP. NP nó sẽ ứng với 120 độ đây, mỗi góc 60 nè, 120 ha. Là lambda chia 3. Ok chưa? Đó à, cho nên suy ra hiệu của MN với NP là nó sẽ bằng đi cho lambda chia 3 luôn. Và đề bài cho là 8 cm. Vậy suy ra lambda của mình là bằng 24 cm. Chọn đáp án là câu A thế thôi. Bài này chưa hay đâu đúng không à Nhiều bài Mà kỹ thuật này dẻo lắm cơ Dẻo lắm Đây Thế nhờ Để nhấc cái này qua bên này cái. Để bấm vô đây quá wow. Mất thời gian quá Tắt luôn cái cuốn đìa này đi Đúng oh wow. Câu 33 trong thí nghiệm giao thai John thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc lambda 1 và lambda 2 xét tại hai điểm AB trên màn mà hai vị trí là hai vị trí mà cả hai hệ đều cho vân sáng tại đó. Ôi giời ơi. Hai hệ đều cho vân sáng, có nghĩa là chỗ vân trùng ha. Trên đoạn AB có 32 vạch màu lambda 1 và 16 vạch màu lambda 2. Biết AB vuông góc với các vân giao thoa, tỷ số 51 152 có thể là bao nhiêu ôi giời khẩm thế rồi bây giờ chúng ta coi nè chúng ta biết ha là k1 đối với vân trùng á chúng ta dùng sơ đồ vân dạng phân số đó mà k1 chia k2 được chưa k1 chia k2 này cũng tượng trưng cho vân trung tâm luôn Rồi ha ở đối với kỹ thuật này thì k1 chia k2 cũng tượng trưng là vân trung tâm luôn thì nó sẽ bằng đi cho gì nhỉ nó sẽ bằng đi cho là ở à, đây tính theo lambda thì nó bằng lambda 2 chia lambda 1 và cái này chỉ là sắp của nó thôi đúng không ạ cái này chỉ là để bổ nghĩa cho nó thôi đó thì nó sẽ bằng một cái à, một cái phân số là b chia c b chia c là tối giản mà mọi người ha ok chưa Ờ. À, và đề bài nói là gì a và b trên màn là hai vị trí cả hai hệ đều cho vân sáng thì không mất tính tổng quát thầy chọn vân trung tâm là chữ a được chưa như vậy chữ b của mình có thể là ngay chỗ b chia c này hoặc có thể là 2B chia đi cho 2C hoặc có thể là bằng uh, 3B chia cho 3C hoặc là 4B chia 4C gì đó đúng không ạ? Hoặc là 4B chia đi cho 4C hoặc là 5B chia 5C. Nói chung là vậy. Ok chưa? Đó. Chấm 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 chấm. Ok. Và bây giờ chúng ta coi nè. Từ 0 đúng không ạ? Từ bao tâm 0 tới B. À, là chúng ta sẽ có B 1 phân đúng không? Đó, mọi người nhớ cái chỗ đó nha. Rồi bây giờ nó nói nè. Trên đoạn AB có 32 vạch màu lambda 1. Ok chưa? Rồi, bây giờ nếu mà trường hợp 1. Trường hợp 1 mà nếu B nó trùng với vân trùng đầu tiên đúng không ạ? À? Ở trùng với B chia C đó. AB nó là chỗ này á. Thì bây giờ chúng ta có 32 vạch màu lambda 1. Màu lambda 1 tức là ánh sáng đơn sắc ứng với lambda 1, được chưa? ở dưới đây có từ 1 tới số 32. Đó, thì B có phải là số 33 không? Đó, B có phải là số 33 không? 33 nè. Đó. Như vậy từ đây tới đây á là 16. Ok chưa? Thì có phải là C là 17 không? Nhưng mà phân số này không có không có trên đáp án. Ok không? Cho nên chúng ta loại trường hợp này. Ok chưa? Không có. Loại ha. Trường hợp 2 là nếu điểm B của mình trùng với vân trùng thứ hai là 2B chia cho 2C được chưa? Thì 32 vân tức là 32 vạch màu 551 tức là bên đây là 16 nè. Bên đây là 16 nè, được chưa? Đó, như vậy B của mình á bên đây là 16 vạch thì ở đây là 8 nè. Đây là 8 nè, được chưa? Được chưa? Như vậy ha. B chia C của mình nó sẽ là nhiêu? Ở đây là 16 thì có phải là B là thứ 17 không? À, ở đây là ở giữa có 8 cái là có phải C là thứ 9 không? Thì ở đây là 17 phần 9. Đấy chưa? Đó, à, mà 17 phần 9 là có không? Chả có trong đáp án. Đúng mà Cũng à? chả có trong đáp án. Không có. Tiếp theo. Tiếp theo nếu mà nó trùng với. À, nó trùng với 3. B mà trùng với cái chỗ là. Vân trùng thứ ba tính từ vân trung tâm á. 3B chia cho 3C đó Được chưa? Thì nó được không? bây giờ mình thấy nha Ở đây có 3 khoảng 3 khoảng Mà số của mình chỉ có 32 thôi 32 không chết cho 3 Cho nên là vô lý Ok chưa? Yeah. Cho nên là vô lý Thằng này là vô lý chứ không phải không có nha Vô lý nè Ở à, tiếp Trường hợp 4 à, Trường hợp 4 là B trùng với lại gì? À, 4B chia đi cho 4C Được chưa? Đó, 4B chia 4C nè Thì 32 chia 4 được không Dạ, đây nè 1, 2, 3, 4 nè 32 mà chia cho 4 thì nó là 8 chưa Từ đây tới đây là 8 vân nha Vậy B của mình nó chính là số 9 Được chưa Tiếp, 8 chia cho 4 được không 16 chứ 16 chia 4 được không Được Được chưa 16 chia 4 là mỗi cái là 4 nè Ok chưa Thì đây là số 5 Như vậy À, 4B chia cho 4C thì nó cũng là B chia C và bằng dây cho 9 phần 5. Thì mọi người phải cẩn thận một chút. Là đề bài nó hỏi là lambda lambda 2 chia lambda 1. Ok chưa? Lambda 1 chia lambda 2 chứ. Tỷ số lambda 1 chia lambda 2. Thì nó ngược lại với cái tỷ số của mình. Nó phải là C chia đi cho B lúc này. Và là 5 phần đi cho 9. Đúng không à? Đúng ngày tụ trường luôn. Cho nó bán là câu C. Đó, thế thôi. À. cũng hơi cũng hơi khó một chút nha. Yeah, nhưng mà Ê, cũng là bình thường thôi Câu số 34 Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm Nối tiếp với tụ điện Vun kế lý tưởng mắc vào hai đầu cuộn dây Ok Nếu nói tắt tụ điện thì cường dòng điện hiệu dụng tăng hai lần Và dòng điện tức thời Trong hai trường hợp vuông pha với nhau hệ số công suất của Đài mạch lúc này là bao nhiêu lúc đầu là bao nhiêu ok chưa rồi bây giờ chúng ta có y 1 mà vuông pha với y 2 ok chưa đó, ờ, mà pha của u là cố định nha ở ờ, pha của u là cố định nè thì thực chất là gì là chúng ta có là phi 1 cộng đi cho phi 2 là bằng 90 độ thôi được chưa phi 1 cộng cho phi 2 là 90 độ thì suy ra cos bình phi 1 cộng đi cho cos bình phi 2 tại thầy, thầy thầy lại biểu diễn theo cos tại nó hỏi hệ số công suất Máy má đúng không ạ à? nó hỏi hệ số công suất thì thôi mình lập phương trình theo hệ số công suất luôn được chưa khi hai góc phụ nhau thì tổng cos bình bằng 1. được chưa thời ra nó là uh, bình cộng cho sin bình bằng một thôi đúng không ạ chả có gì hết rồi bây giờ chúng ta phải lượng giác hóa được cái cường độ dòng điện để cho lượng giác hóa cường độ dòng điện nha, điện nha. bây giờ chúng ta có nè y của mình á nó sẽ bằng đi cho u chia đi cho r ở đây là r của cuộn dây thôi nhân đi cho cos phi đúng chưa? Đó. u chia z đó nói chung là bạn nào mà có học kỹ thuật lượng giác hóa đúng không ạ à? thì biết là tất cả các bộ đúng không à? đều có thể biểu diễn lượng giác nó hết đúng không ạ à? trong trường hợp là ừ, khi thằng này biến thiên thằng kia biến thiên gì đó đúng không ạ à? kỹ thuật lượng giác hóa hay còn gọi là kỹ thuật quy đổi góc cao không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có gì nhỉ? u chia r là không đổi đúng mà nó chỉ thay đổi là có tù điện hay không. ở cho nên là nó à, cái, cái 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 biến cái hàm y nó chỉ ăn theo biến là phi thôi. Cho nên mới biểu diễn theo cái này nè. chứ không thôi là nếu mà là u mà chia đi cho 2 zlc á, mà khi mà thay đổi r đó thì nó sẽ thành là sin đúng không ạ? À? sin của phi à, đó. chia đi cho U chia cho ZLC thì phải nhân cho sin phi. Đó là thay đổi R nha. Còn cái này là thay đổi kia thì dụng này thôi. Bây giờ chúng ta có là Y2 bằng 2Y1. Được chưa? Và chúng ta có là gì? Theo đề bài đó có là Y2 bằng 2Y1. Thì nó tương đương với một điều là à, 2 cos phi 1. Cos phi 2 luôn cho gọi. Cos phi 2 sẽ bằng đi cho 2 cos phi 1. À, theo cái này là mọi người ha. Rồi à, ok, xong. Bú nhẹ, đúng rồi, bú nhẹ. Rồi, bây giờ chúng ta có hệ số công suất của mạch lúc đầu là có phi 1 đúng không? Rồi chúng ta thay vào ha. Có phi 1 là chúng ta giữ lại là có phi 1 nè. Đó, à, còn có phi 2 thì mình thay là bằng 4. Bằng 2 có phi 1. Tất cả bình này bằng 1 nè. Ok chưa? và chúng ta sẽ có là 5 có phi, có bình phi 1 bằng 1 như vậy suy ra cho có là hệ số công suất trong mạch xây chiều thì có không âm nha mọi người cái này sẽ là một chia cho căn 5 luôn chúng ta chọn đáp án là câu B thế thôi chúng ta tiếp tục với câu số 35 Khấm thế à giờ? 35 bú 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 nhẹ 35, 35. Trong thí nghiệm John về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng có bước sóng từ 380 nm tới 760 nm. Trên màn quan sát tại điểm M có đúng 5 bức xạ cho vân sáng. Có bước sóng là như đó, như đó, như kia, như nọ. Được chưa? Ừ. Tổng 3 giá trị là 1, là 2, 3, gần giá trị là nước sau đây. Ok chưa? Bây giờ chúng ta thấy là đây là giao thoa ánh sáng trắng. Này. Giao thoa ánh sáng trắng mọi người ha thì mọi người nhớ là để cho những bức xạ này trùng nhau á. Thì cái bậc của nó nó phải liên tục rao. Thứ nhất nha, bậc phải liên tục là cái thứ nhất. Cái thứ hai, và mọi người cần nhớ đối với bài toán này á là bậc càng lớn thì lambda càng nhỏ. Bậc càng lớn thì lambda càng nhỏ. Tí nữa thầy sẽ biểu thị cho mọi người biết tại sao nó vậy ha. Lambda càng nhỏ Ok chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có một điều là gì? Là B nè. Được chưa? Ở nhân đi cho 750 bằng đi cho bậc của cái 625 này là bậc C à, 625. Được chưa? Đó thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng K1 lambda 1 đó, bằng K2 lambda 2 bằng K3 lambda 3. Ok. Thì bây giờ mọi người thấy ha, do là tích của bậc và bước sóng là không đổi. Tại chưa? Tích của bậc và bước sóng là bằng nhau, cho nên là bậc càng lớn thì bước sóng phải càng nhỏ, hay còn bậc bước sóng càng lớn thì bậc của nó mình phải càng nhỏ. Bây giờ đầu tiên ha, mình xét cái trường hợp mà B chia C của mình á, đúng không à? B chia C của mình á là 5750 này chia cho 625. Đó, trường hợp 1 là B là bằng 5, C là bằng 6, ok không? Trường hợp 1 nè, là B bằng 5. Đó, 5 lần của 750 bằng đi cho 6 lần của 625. Được chưa? Sau mà nếu không được thì mình búp lên. Búp lên thì nó vẫn là 10 với 10 là 10 với 12 thôi. Được chưa? Vẫn liên tục được đúng không ạ? 10 với 12 vẫn có thể nằm trong một chuỗi năm giá trị liên tục được, đúng không? Năm giá trị bước sóng liên tục được. Đó, còn nhân 3 là hết được. Ví dụ như nhân 3 đi thì nó là 30, còn này nhân 3 là 36 nè là lố là không được rồi đúng không ạ? À? Chỉ có hai trường hợp thôi là 10 là là 5 với 6 hoặc là 10 với 12 thôi. Và chúng ta check 5 với 6 trước ha. Thì thầy sẽ lấy đại diện cho tổ phụ huynh này là k lambda được chưa? Như vậy lambda của mình nó sẽ có form là à, lấy 5 nhân cho 750 chia đi cho k. Và chúng ta đào coi có đủ à, đào coi có đủ 5 bức xạ không đúng không ạ? À? Đủ 5 bức xạ thôi mình dừng lại luôn, không làm trường hợp 2 nữa. Yeah, mod 8 Và yeah, chúng ta có là gì 5 lần của 750 Chia đi cho xc Đó Được chưa Thì chúng ta sẽ coi coi Là bao nhiêu Start cứ để một đi ha Mọi người nhớ là nó không được trùng 5 và 6 đúng không, không Không được tính những vân trùng 5 và 6 Được không Không được tính những vân trùng 5 và 6 Tại sao tại vì bậc của nó là mọi người bậc của... bậc càng lớn làm ra càng nhỏ bậc nó không bằng nhau được và thứ hai là bậc liên tục ha bậc nó không bằng nhau được chúng ta có cái số đầu tiên là bao nhiêu bảy trăm năm mươi là không lấy không tính nè là một cái rồi đó ha đủ năm cái nha sáu trăm hai mươi nè và cái thứ hai nè đó là hai cái này luôn rồi nè bậc năm bậc sáu nè bán kia là bậc bảy nè bậc tám nè bậc chín nè đều được nè không có bậc 10 nè ok Vậy chính là 789 ha chính là 789 luôn rồi còn gì nữa đây cha Để trời chút đi thấy thằng này qua chụp lại cái coi đây chỉ có 789 thôi nè đó hợp lý không ok pro luôn đó, à, như vậy ha. Đây lambda 1 nè. Lambda 2 nè, lambda 3 nè. Ok chưa? Đó bây giờ chúng ta cộng chúng nó lại với nhau thôi. Tổng ba giá trị mà. Ok chưa? Tổng ba giá trị của bang này lại. Là... Chua sót thế nhờ. Mod 1 đi. Thì nó sẽ là 535,71 cộng đi cho 468,75 cộng đi cho 416 0.66 bằng thì nó sẽ ra vào cỡ là 41421 1421 ok chưa vậy suy ra tổng lambda 1 lambda 2 và lambda 3 nó sẽ sắp xỉ 1421 nanomet chúng ta chọn nó bán là câu D thế thôi à, khá là đơn giản chúng ta tiếp tục với câu số 36 đề nãy giờ chưa? vẫn chưa có mùi khét lắm đúng không à cơm vẫn đang chín thôi chưa khét chưa khét chưa có đợt đúng không chưa có đợt điện năng được truyền từ nhà máy phát điện đến một xưởng sản xuất bằng đường dây tải điện một pha biết xưởng sản xuất có điện áp hiệu dụng không đổi và có hệ số công suất bằng một ban đầu hiệu suất truyền tải điện là 90%. phần trăm nếu công suất tiêu thụ tại xưởng tăng gấp 3 thì hiệu suất truyền tải là bao nhiêu ôi giời ơi đơn giản Bây giờ chúng ta dùng kỹ thuật 8 cột thôi. Đó, cột nào thừa thì chặt bỏ đi. Đúng không Như chơi uh, gì đó, ướp lá khoai vậy đó. Đúng không? Trồng cây chuối vậy đó. Như chơi trồng cây chuối vậy đó. Cây nào thúi thì chặt bỏ đi thôi. Trồng cây chuối của chúng tôi này. Tám cột chưa? Đủ bây giờ chúng ta sẽ có là gì à đây là điện áp trước khi à, tăng áp tăng áp lên thành u xong rồi có công suất là p ha do máy biến áp không làm thay đổi công suất nhớ chưa đó bây giờ truyền đi thì chúng ta có là hao phí là delta p à, sụt áp là delta u xong tới nhà dân tới nhà dân thì nó à, là b tiêu thụ u tiêu thụ và à, hạ áp thành u tiêu thụ 2 để dân xài được chưa? À, áp thành u tiêu thụ 2 để dân xài. Ừ, hợp lý. Rồi, biết xưởng sản xuất có điện áp hiệu dụng không đổi. À, xưởng sản xuất là cái gì? Cái xưởng sản xuất này không phải là xưởng sản xuất điện. thì sản xuất này là một cái xưởng sản xuất một cái một cái uh, hàng hóa nào đó đúng không ạ? Đọc cái này có chừng nhầm nha. Ở xưởng sản xuất không đổi là mình có thể có quyền chuẩn hóa nữa nè. Chuẩn hóa cho xưởng sản xuất này ra có điện áp là một luôn có hệ số công suất bằng một ban đầu hiệu suất truyền tải điện là 90 trăm ban đầu là 90 phần trăm thì mình để B tiêu thụ ban đầu là 90 thì lúc đó công suất của mình là 100 trăm hợp lý chưa ở vậy là sụt áp là à, 10 ừ, à, hao phí công suất hao phí là 10 ha nếu công suất tiêu thụ tại xưởng tăng gấp 3 công suất tiêu thụ tăng gấp 3 tức là nó thành bao nhiêu nhỉ à tức là nó biến thành à, 270 Được chưa Đó ờ. Thì hiệu suất truyền tải là bao nhiêu Mình đặt cái này là ít đi Thì thằng này có phải là ít à, Trừ đi cho 10 chưa Ít trừ đi cho 10 chưa Ủa Ít trừ đi cho 27 chưa Gì dạ, vậy trời Trời chút nghiền thoại alo em chào anh duy gà thôi được chưa rồi bây giờ chúng ta có thằng này là ít trừ cho hai trăm bảy ok không đó delta phê nó sẽ là phê trừ đi cho phê tiêu thụ hợp lý không ok chín mươi phần trăm nếu công suất tiêu thụ tài thượng ba thì hiệu suất truyền tải là bao nhiêu ở chúng ta dùng mối liên hệ thôi Đó. hiện nay thì thầy chỉ dùng y thôi y nè chúng ta có b tiêu thụ và u tiêu thụ rồi chúng ta lấy b tiêu thụ nè chia cho u tiêu thụ ha ở và do hệ số công suất bằng một ha ở bằng luôn đi cho gì bằng luôn đi cho căn bậc hai của delta phi ở chia đi cho r thôi rồi hết vậy suy ra mọi người ha chúng ta sẽ lấy à, delta phê nhỉ ừ. delta phê nó sẽ tỷ lệ với à, b tiêu thụ bình chia cho u tiêu thụ bình thôi rồi xong chúng ta sẽ lấy là delta phê hai chia đi cho delta phê một nó sẽ bằng đi cho phê tiêu thụ ở trường hợp 2 chia cho phê tiêu thụ ở trường hợp 1. Tất cả bình. Ra, và nó không phụ thuộc vào u tiêu thụ. Tại u tiêu thụ bằng nhau rồi. Được chưa? Đây này tương đương với XC trừ đi cho 27 chia đi cho 10. Thì nó sẽ bằng đi cho phê tiêu thụ 2 là 27 chia đi cho 90. Tất cả bình ha. Vậy suy ra x là bằng bao nhiêu? Ok chưa? Suy ra x bằng bao nhiêu là xong rồi. Trừ đi cho 27 nè chia đi cho 10 nè. Bằng 3 bình nè. 270 chia cho 90 là 3, 3 bình. Xếp son. 360. Ok chưa? Rồi. Như vậy chúng ta sẽ có hiệu suất lúc này nha Hiệu suất lúc này là H2 nó sẽ bằng để cho B tiêu thụ ở trường hợp 2 đem chia đi cho gì nhỉ? À đem chia đi cho B ở 2 thì nó là 270 chia đi cho x đúng không ạ? À? Mà x là bằng 360 thì nó sẽ ra là 270 chia nó sẽ bằng là 75%. Cho nó bán là câu B ha. Bài này khá là dễ. Câu 37. Đó tiếp tục với câu 37 ha. Uh, khi electron trong nguyên tử chuyển động tròn đều trên quỹ đạo L thì có tốc độ là v biết bán kính bo là r0 nếu electron chuyển động trên một quỹ đạo dừng với thời gian chuyển động hết một vòng là hai một trăm năm mươi hai mươi lăm r0 chia v thì electron này đang chuyển động trên quỹ đạo nào dễ thế nhỉ? ở chúng ta biết là v ở mức L mức L là K L M K L là mức 2. Được chưa? Thì nó sẽ có tốc độ là V và nó tỷ lệ với 1 phần 2. Đúng chưa? Nó tỷ lệ với số 1 phần 2 là cái đầu tiên chúng ta có nè. Được chưa? Mọi người nhớ giùm thầy. VN là tỷ lệ với 1 phần N. Được chưa? Ở trong cái cuốn uh, cuốn DNA của thầy cũng giải thích rõ là cũng giải thích rõ là 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 là, là, là tại sao đấy để mà nói chung là có chứng minh hết tất cả công thức à, tí nữa này, nói ha tiếp là nếu em lấy trong chuyển động trên quỹ đạo dừng với thời gian chuyển động hết một vòng thời gian chuyển động hết một vòng là như đó ha thời gian chuyển động hết một vòng hay còn gọi là chu kỳ của vòng đó đó là cho thì nó sẽ là nhiêu nhỉ nó sẽ là lấy quãng đường hay là lấy chu vi của cái vòng đó lấy chu vi của cái vòng đó chia cho vận tốc đúng không à ở, chu vi là quãng đường chia cho vận tốc dài thôi đúng không ạ à? chung là quãng đường dài thì chia cho vận tốc dài thì chúng ta có là v v của mình á, nó sẽ là vn à, của mình nó sẽ là 2b n bình phương nhân đi cho r không để cho chia cho vn ra chia đi cho vn đây nè chu vi là bằng 2b nhân r, Đúng không à? 2B r. đó mà 2br r của chúng ta là R Rn của chúng ta sẽ bằng đi cho n bình r0 thì cái này dễ ha Đó, Thì nó nói là bằng đi cho à, 125 pi r0 Chia đi cho v ra. Tức là suy ra vn chúng ta nó sẽ bằng Chờ chút nha Vn chúng ta sẽ bằng bao nhiêu ta à, Rút gọn pi nè Rút gọn pi nè Vậy thì nó sẽ là bằng V Nhân cho 2 chia đi cho 125 à, N bình ok chưa yeah. N bình hợp lý không đúng N bình rồi ok bây giờ chúng ta lập tỷ lệ nó với nhau thôi ta lập tỷ lệ nó với nhau thôi VN chia đi cho V2 được chưa VN mà chia cho V2 thì nó có phải là bằng 2 chia đi cho N không chúng ta thay vào vn chúng ta đó là mà chia cho v2 là chia cho v thôi đó đúng không vn là như đóng đó ha đó mà chúng ta chia đi cho v2 là v rồi chúng ta chỉ còn cái nịch thôi còn 2 chia cho 125 ok chưa nhân cho n bình sẽ bằng đi cho 2 phần n luôn ok Vậy suy ra n mũ 3 của mình là bằng 125 à, vậy suy ra n bằng 5 luôn ra yeah. k l m n o chung với mức o cho nó bán là câu d thế thôi thế dễ thế nhỉ ở đây nè đây mọi người ha chương 6 đây đài... yeah. Dạ. ở chúng ta có chục tỷ lệ đại lượng nè giờ yeah, tỷ lệ này là tỷ lệ với n lũy thừa bao nhiêu đúng không ạ à? Yeah, phải quốc em phải lờ ra thôi nè đúng không ạ à? đó lý do nè đó nhìn thấy ha tỷ lệ nghịch với n mũ bốn nè tỷ lệ nghịch với n mũ ba tỷ lệ nghịch với n mũ ba nè tỷ lệ nghịch với n bình tỷ lệ nghịch với n bình nè tỷ lệ nghịch với n bình nè tỷ lệ nghịch với n nè đó tỷ lệ thuận với n nè tỷ lệ thuận với n bình nè tỷ lệ thuận với n mũ ba ok chưa nó phải là như thế đúng không à? câu ba mươi tám ở mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau là 20 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng là lambda bằng 2 cm. M là điểm trên mặt nước dao động với biên độ cực đại. Biết M không thuộc AB và M cách đường dung trực của AB một khoảng là 4 cm. Diện tích lớn nhất của tam giác ABM gần giá trị này nhất sau đây. À, có mùi khét nè. À. Hơi khét khét đấy nhờ. Đây chúng ta vẽ AB ra. A à, đây, được chưa? B đây. Rồi. Bây giờ chúng ta phải có thêm cái đường trung trực nữa. Để làm tinh ha. Ok. Một đoạn 4cm. Cách đường trung trực một đoạn là 4cm. Thì thầy sẽ gọi điểm nó nằm bên đây đi. Không thuộc AB nha. Không thuộc AB. Chúng ta có là MA với MB đây. M đây. M với MB đây ha. Rồi ok, và cái khoảng cách này nó cho là 4 4 4 xăng. Được chưa? 4 xăng ha. Mình thầy sẽ gọi ở đây là à, thôi khỏi gọi đi, AM BM thôi. Rồi, bây giờ do là M là cực đại được chưa? M là cực đại giao thoa. À, cho nên là MA trừ đi cho MB. Được chưa? Hiệu đường truyền ha. Hay là AM trừ BM mới đúng chứ nha. AM, A truyền tới M nè. Trừ cho B truyền tới M nè. Nó phải bằng K lần lambda. Hợp lý chưa? K lần lambda. Và bây giờ thầy xét M nằm bên đây thì K phải dương đúng không ạ? À? À, K nguyên dương ha. K thuộc Z cộng cho thầy. Đó. À, ok. 4 xăng. Rồi ok. Bây giờ diện tích lớn nhất của tam giác ABM gửi chị diện tích sau đây thì thầy sẽ gọi thằng này là ít đi được chưa thì thằng này nó sẽ vô tình là đây am của mình ha khi bm là ít nè được chưa đó khi bm của mình thầy gọi nó là ít được chưa thì lúc đó am của mình nó sẽ bằng đi cho là ít chuyển vế qua ha bm là ít nè cộng đi cho lambda mình là hai là 2k chưa X ờ, ít cộng 2k hợp lý được chưa như vậy thì thầy sẽ đi tính diện tích tam giác này rồi coi nó lớn nhất khi nào ha diện tích của tam giác diện tích tam giác Thầy gọi này chữ h đây nha Nối nói này xuống ha cho nó ra diện tích đàng hoàng tam giác thường phải tính theo chiều cao nhân đáy thôi diện tích tam giác a m b của mình được chưa nó sẽ bằng để cho 1 phần 2 nhân đi cho mh nhận đi cho AB, AB là có luôn rồi đúng không ạ? À? Vậy thì cái này đâu có gì đâu mà cực trị ta. MH của chúng ta là XC. Đây là 4 nè. O2, oh, đây này là 4 nè. Được chưa? Thằng này là 4 nè. Như vậy thì AB của mình là 10 đúng không ạ? À? Dễ đó nha. AB là mấy? 20 là ừ, Sorry. AB là 20 nè. Vậy mỗi bên là 10 Ok chưa Vậy này 4 Vậy này là 6 chưa 6 Như vậy thì MH của mình á Nó chính là căn bậc 2 của ha à, Nhìn nhanh một chút nha Để Tới câu 38 rồi Nhìn không nhanh nữa thì, thì thôi ở nhà đi Được chưa MH của mình nó sẽ bằng đi cho cạnh huyền bình nè Trừ cho cạnh góc vuông thứ nhất bình ha Là x bình Trừ cho 6 bình Đúng không ạ à? Nhân đi cho AB Như vậy thì khi nào mà khi nào mà ít nhỏ nhất đúng không à khi nào ít nhỏ nhất thì nó sẽ nhỏ nhất thôi đúng chưa ừ. ảo thật đấy chưa? rồi bây giờ mình có gì ha mình có là ừ. tam giác bên đây đi ha tam giác bên đây bằng tam giác bên đây nhỉ ừ. tam giác bên đây à, đường cao của tam nói chung là mình tính mh theo tam giác bên đây sẽ bằng mh của tâm giác bên đây đúng không ạ à? chúng ta có là mh bình của mình nó sẽ bằng đi cho là gì x cộng đi cho 2 k tất cả bình được chưa đó trừ đi cho 4 bình nè à, trừ đi cho 10 cộng thêm 4 là trừ 14 bình thì nó phải bằng đi cho x bình trừ đi cho 6 bình ha rồi ok như vậy chúng ta rút gọn lại chúng ta có một hàm theo k ha đây là Ít bình với ít bình có thể mất nè. Đây, thì khai chuyển luôn. Ít bình nè. Cộng cho 2k xì. 4k xì nè. 4k xì nha. Đó, cộng đi cho 4k bình nè. Trừ đi cho 14 bình nè. Bằng đi cho ít bình. Trừ đi cho 16. Trừ cho 6 bình nè. Thì từ đó mình suy ra. Là x của mình ha. Nó sẽ bằng. X của mình nó sẽ bằng nè. Này với này mất ha x của mình nó sẽ bằng đi cho là 14 uh, trừ 4 k bình cộng đi cho 14 bình phương trừ đi ra 6 bình phương chia đi cho 4 k ok chưa chia đi cho 4 k thôi ok hợp lý đúng không ạ ít cần lớn không thôi là được rồi bây giờ mình sẽ mod k là số nguyên dương nha k là số nguyên dương nha mấy ní a bình phương nè. Cộng đi cho 14 bình nè. Trừ đi cho 6 bình nè. Chia đi cho 4x nè. Đó bằng từ 1 cho tới à bậc vân của b hả? Bậc vân của b là 10 chia cho à, là 20 chia cho 2 là 10, được chưa? Tới 10 là mất rồi. ủa. À tới 10 là mắc rồi ha. Step là 1 luôn. Ờ, như vậy chúng ta sẽ thấy là số ít lớn nhất có thể ha? ít lớn nhất có thể của mình á, nó sẽ là 39 đúng chưa ờ, ít lớn nhất là, 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 là... tam giác này sẽ lớn nhất thôi bây giờ bị cái gì đó nhỉ? suy ra x mắt của mình là bằng 39 khi và chỉ khi K của mình là bằng một luôn Ok chưa? K của mình bằng một luôn. Đó. À, là lớn nhất rồi. Chuyện này nó hỏi nhỏ nhất thì mới có chuyện nó nói đúng không ạ? Nhỏ nhất là 6 nè. Không mới có chuyện nó nói chứ lớn nhất thì có gì đâu. Rồi à, suy ra ha. Suy ra luôn. S max. Ồ nó hỏi S max đúng không? Ừ. Bằng đi cho là 1 phần 2 K bậc 2 của x bình là 39 bình Trừ cho 6 bình Nhân cho AB là 20 Ok chưa? Bấm 1 phần 2 nhân đi cho căn của 39 bình trừ đi cho 6 bình nhân đi cho 20 là AB nè là bằng bao nhiêu 385 sắp xỉ 385 cm du cho nó bán là câu B luôn xong ok chưa đó là câu 38 chúng ta tiếp tục với câu số 39 cũng hơi hơi dễ nha đúng không hơi hơi dễ quá nó hỏi lớn nhất ở mặt nước tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp của bức sóng lambda là 4 xăng C là điểm cho mặt nước sao cho tam giác ABC vuông tại C sao cho AB bằng BC AB bằng 10 và BC bằng 8 MN là hai cực đại giao thoa liên tiếp trên đoạn BC giá trị lớn nhất của MN cũng vậy khác gì đâu rồi vẽ một chẳng ô đi đây a b dễ to to ra chút ha c là điểm nhau nước sẽ cho tam giác abc vuông tại c sao cho ab là lớn hơn dạ yeah. ab là bằng mười à và bc là bằng tám ừ vậy thằng kia là bằng sáu đúng chưa hợp lý chưa thằng kia là bằng sáu à là hơi toan nha Vậy thì hơi toan nhỉ nó nằm bên đây cơ C đây, đây nha HC bên đây Đây là đường trung trực OK Pro Đây đường trung trực Y nha à. À, Ok, như vậy tam giác này vuông ha Mà cạnh AB là 10 của mình nè Ở thằng này là BC là 8 nè Đây này sẽ là 6 thôi À, tính nhanh bậc của C đi nhờ tính bậc của C để chi ta không biết nữa MN là hai cực đại giao thoa liên tiếp trên BC à, tính bậc của C trước ha bậc vân tại C của mình chính là đi cho AC trừ đi cho BC chia đi cho lambda là bằng bao nhiêu là bằng 6 trừ 8 chia cho 4 là trừ 0,5 vậy bên đây hết cực đại rồi à? được chưa như vậy chúng ta sẽ có những cực đại nằm bên kia ha. Đây là cực đại bậc không nè. Đó. Thì cực đại là nằm bên kia. Vậy chúng ta dễ đại hai điểm MN đi. M ở đây đi. N ở đây đi. N ở đây đi ha. Đó. Làm sao cho MN là cực đại ở thoa liên tiếp. Thì giá trị lớn nhất của MN gần giá trị nào nhất sau đây. Ừ. Thế cơ à. Bây giờ mình sẽ gọi bậc của M á là bậc K. Đúng chưa? Thì bậc N là bậc K cộng 1. Hợp lý ha? Bậc N là sẽ là bậc K cộng 1. Đúng chưa? Hợp lý. Hay liên tiếp mà. Vậy bậc vậy là AM của mình á. Trừ cho MB á. Ừ, mình sẽ biểu diễn theo MB nha. Ừ, hợp lý. Nhưng mà ok được 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 sao được 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 hết đó được hết đó bạn được hết đó bạn có vẻ là được hết đấy đã nằm cho ta giác vuông ha rồi bây giờ chúng ta có gì nè chúng ta có là MB à, AM trừ đi cho à... BM của mình á nó sẽ bằng đi cho k lần lambda đúng chưa bằng k lần lambda ha liên tiếp thôi mà liên tiếp thôi mà ra yeah, bậc gọi bậc của cũng... thầy, thầy sẽ đặt bậc của bm là ít đi ra yeah. cũng vậy thôi bm thầy sẽ gán cho nó là bằng ít vậy lúc đó am sẽ là bao nhiêu Ui. thì đoạn này có phải là bằng đi cho à, 8 chữ ít không? Đài là ít mà. Tại là ít rồi thì kia là 8 chữ x ha. Vậy là suy ra AM của thầy á nó sẽ bằng căn bậc 2 của dạ. Yeah. Nó sẽ là căn bậc 2 của gì nhỉ? Mm. Nó sẽ là căn bậc 2 của AC bình là 6 bình cộng đi cho 8 chữ x tất cả bình. Ok, hợp lý. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ chuyển vế để dần già đó nha ừ. K lambda ha Lambda của mình là 4 chưa là K lambda là 4K Hai bài này có vẻ giống nhau nha Suy ra AM của mình á Là căn bậc 2 của 6 bình Cộng đi cho 8 trừ x Tất cả bình đúng không ạ à? Thầy chuyển BM qua bên kia luôn BM là x nè Cộng đi cho 4K Rồi thầy khai triển ra Tương đương với à 36 bình phương hai vế lên ha cộng 64 nè trừ đi cho 16 ít xì. ra 16 ít xì. Đó rồi cộng đi cho à, ít xì bình phương sẽ bằng đi cho x bình phương cộng đi cho là 8xk 8 ít k x, cộng đi cho 16k bình ha. Từ đó thầy rút ra x ha thầy rút ra x này mất thầy rút ra x thì thầy chuyển qua bên kia đi là 8k cộng đi cho 16 nè. Tất cả nhân đi cho x nè. Để bằng đi cho là 36 14 là 100. À trừ đi cho 16k bình ha. Hợp lý chưa? Chuyển thằng này qua bên đây. Ok, chuyển này qua bên kia. Thì suy ra x của thầy ha là khoảng cách từ B cho tới điểm đó đó. Nó sẽ bằng đi cho là 100 trừ cho 16 k bình chia đi cho nhiêu nhỉ 8 k cộng lại cho 16 rồi cho đó như vậy hai cái k liên tiếp nó sẽ cho điểm m và điểm n đúng không ạ rồi dễ thế nhỉ 100 <laughs> gáy chút ghế chút ha chứ nó cũng không có dễ đâu mọi người ha nó cũng không có dễ đâu phải thăm đấy phải hơi thăm đấy không được trắng chẻo đâu K của mình chắc chắn dương rồi. Thấy K của mình chắc chắn dương rồi tại vì bậc của C lại là đây là trừ 0,5 rồi. Thì K của mình chỉ lọt qua đây thôi. Cho chạy từ 0 luôn. Đúng không? Cho chạy từ 0 luôn. Cho tới bậc của B, bậc của B là 10 chia 4 là 2,5. Ít vậy. Ngược đại đúng không ta? Ừ, đúng rồi. Vậy thì bậc 0 là 6,25 nè. Bậc này là 3,5 nè. Thì chúng ta thấy là khoảng cách giữa 6,25 với 3,5 là lớn nhất. Ok chưa? k m chính là điểm nằm ở đây luôn ha. Và n là điểm của bậc 1. Ừ tự thế nào chứ Ok chưa? Vậy suy ra mn max được chưa? Là x tại k bằng 0 trừ cho x tại k bằng 1 là lớn nhất rồi. Được chưa? x tại k bằng 1 x là 6.25 trừ cho 3.5. 6.25 trừ cho 3.5 là lớn nhất rồi. Câu hai thằng kia thì nó nhỏ hơn ha. Bằng đi cho 2,75 cm. Chúng ta chọn đáp án là câu B là gần nhất. Ok chưa? Đó là câu 39 ha. Chúng ta tiếp tục với câu số 40. Câu cuối cùng. Đề bao nhiêu ta? Đề 38 rồi. hai vật nhỏ 1 và 2 cùng khối lượng là 100 g được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh nhẹ mềm không giãn, không dẫn điện dài 5 cm. Có thể mô phỏng bài này nó không có hình. Vật 1 không thích điện được gắn vào đầu một lò xo nhẹ độ cứng K. thằng này là một không tích điện nha đó là ca vật hai tích điện nối với một sợi dây là 5 cm vật hai là tích điện tích điện gì tích điện dương vật hai các vật cứ có thể chuyển động không ai sát trên chỗ ít nằm ngang trùng với trục của lò xo hay là đặt trong một điện trường đều có độ lớn là 200 kV trên có phương trùng với phương x và chiều hướng ra xa điểm cố định đây e đây ok rồi hệ đang ở trạng thái cân bằng thì đốt sợi dây nối tại thời điểm t bằng không đến thời điểm t bằng không với ba thì khoảng cách giữa hai vật có dễ vậy, dễ quá rồi bây giờ mình sẽ À, coi coi là ban đầu nó bị lệch ừ. bao nhiêu đúng không? Đó là biên độ luôn á. Được chưa? O E. Ok chưa? E là trạng thái cân bằng của vật một. Nếu mà, ok, làm mù luôn, không, không không cần vẽ hình làm gì hết. Yeah. Oe của mình đó, nó chính là bằng đi cho F của ngoại lực nè tác dụng lên cái hệ đó ha. Ờ, chia đi cho k. Thì ở đây là do lực điện tác dụng lên hai thôi. Yeah. Lực điện trường tác dụng lên hai thôi, thì gọi là F2 chia đi cho k ha. F2 là q uh, nhân đi cho e chia đi cho k ra nhiêu Quy của mình á là 0,4 Nhân 10 mũ trừ 6 nhân đi cho e e của mình á là 200 000 chia k là 4 nè à, 0,02 m 0,02 m là bằng 2 cm chưa được chưa đó đốt thôi không cung cấp cho nó vận tốc thì thằng này nó chính là bằng gì luôn à, chính là bằng a luôn đó, a của vật của thằng thứ nhất luôn ha rồi như vậy thầy sẽ viết được phương trình dao động của thằng thứ nhất ra đó thì bây giờ thì dễ mô phỏng ra cái sơ đồ chuyển động của nó nè e ở đây rồi ra đó thì uh, vật số 1 á nó sẽ bị kéo ra một đoạn là OE đúng không ạ? À? Đó và nó dao động thì đây chính là biên dương của nó luôn. Ở thầy sẽ chọn E làm gốc tọa độ ha. Ở thì bây giờ chúng ta sẽ có là X1 của thầy. Nó sẽ bằng. Ừ, X1 của thầy nó sẽ bằng ha. Nói về vật 1 đó. X1 của mình sẽ bằng nè. A là 2. cos Omega. Được chưa? Omega của thầy nó sẽ là căng K chia đi cho M của thằng thứ nhất thôi. K chia cho M của thằng thứ nhất là. Căng K là 4 nè. Chia cho 0.1 ha là 2 b đúng không ạ? 2Bt. Ở, mà 2 bt t đó mà nó đang ở biên dương cho nên là vậy thôi. Rồi vậy, vậy thôi. Rồi vật số 2. Vật số 2 thì nó sẽ chịu tác dụng của lực điện. khi dây đứt thì nó sẽ chịu tác dụng lực điện và nó sẽ có gia tốc à, của gia tốc chuyển động chuyển động đều mọi người, chuyển động nhanh chuyển động nhanh dần đều đó, F chia k đó. F chia k. Ủa Fkm đó. Ok vậy thì F của mình đó là vẫn là phải tính lại. Vẫn là phải tính lại F của mình đó là QE, đúng không? QE là như mục tiêu. 0.4 nhân 10 trừ -6. Nhân đi cho nhiêu nhỉ? Nhân đi cho 200.000. Chia đi cho M là 0.1. À, 0.8. Đấy chưa? 0,8 m trên dây bình. Vậy thì do là mét trên dây nha cho nên thầy phải đổi thằng này qua là 0,02. Thôi, để xăng mà. Ok. Như vậy chúng ta sẽ có ha. À, x của 2 nè, x của 2 nè. Đầu tiên cái chỗ mà nó bắt đầu xuất phát á, cái chỗ mà nó bắt đầu xuất phát là ở đây. Được chưa? Đó là là bằng x0 nè, để ghi lại nha. Cộng đi cho v0t nè, cộng 1 phần 2 A bình đúng không ạ? À? Ở này là 2, 2, 2. Thì x02 nó đang ở cách góc tọa độ của mình chọn á, là một đoạn là 5 cm. Dạ, yeah, 5 cm. Hợp ừ, lý chưa? Thì x0 bằng 5 nè. Rồi cộng đi cho nè. 1 phần 2 ha. A của mình đổi qua cm đó, nó sẽ là 80 cm trên dây bình. Được chưa? rồi, đây là nhân cho. Không có V0 đúng không ạ? À? Đốt rồi không có vận tốc ban đầu. À, 80 nè nhân đi cho t bình nè nó sẽ bằng đi cho 5 cộng đi cho 40 t bình Được chưa đơn vị là cm dây ok rồi vậy là khoảng cách thôi chưa khoảng cách giữa hai vật distance bằng x2 trừ đi cho x1 vì xua chắc chắn là như vậy rồi đúng không à? tại vì x1 nó bị chói buộc đúng không à? còn x2 là nó chuyển động theo chiều dương Để ra cho nên là x2 sẽ lớn x1 rồi 5 cộng đi cho 40 t bình phương trừ đi cho hai cos của 2 pt ok chưa đó à, và chúng ta thay vào ha thay vào thôi thay t bằng 0, 31 vào thôi đề cái này hơi dễ đúng không ạ hơi lâu lâu cũng được lâu lâu vậy dễ cũng được ha trừ đi cho hai cos của hai pi xì

cm ha thì nó gần bao nhiêu nhất à nó gần uh, 9,4 cm nhất được ra gần 9,4 nhất chọn đáp án là câu c đúng ta ừ, hợp lý ra biên dương thằng này nó không chịu uh, số 1 này nó không có điện ha cho nên nó không chịu tác dụng của lực điện cho nên là vị trí cân bằng của nó sẽ luôn luôn là ở e được chưa Cái này là 0.8 đúng không? Bấm lại này cái coi. Q là 0.4 micro nè. Nhân đi cho 200 000 Chia đi cho M. Hai vật cùng khối lượng là 0.1 hết. Đúng, 0.8 mấy trên dây bình. 80 là 1 phần 2. Có lượng ma sát không? Không có lượng ma sát. Hợp lý rồi. Rồi, ok. Như vậy là thầy đã giải xong đề số 38 trên group Vật lý Physics được chưa? Nói lại nếu các bạn thấy hay thì hãy like cho thầy một subscribe kênh hoặc là share đến các bạn của mình đúng không ạ? À? Để các bạn của mình giỏi giang hơn đúng không ạ? À? Để các bạn của mình có thể chia sẻ với mình hơn. Để các bạn của mình có thể chỉ cho mình những cái khác được chưa? Nếu mà các bạn của mình mà cứ lo hoài những cái thứ cơ bản như thế này á thì Coi như là môi trường xung quanh của mình không có ai để thảo luận, không có ai để cùng nhau phát triển đúng không ạ? Thì nó đâm ra là nó là mình cũng ngu theo đúng không ạ? Nói thẳng ra như vậy ha. À, đó thì uh, mọi người nên xe những cái kiến thức hay ho đến cho người khác, không phải là chỉ có kênh này. Ok chưa? Chúng ta có rất là nhiều kênh của rất là nhiều thầy, chưa? Kể cả group Vật lý Physics của Thái Văn Thành đúng ạ? À, của anh Thái Văn Thành. Đó chúng ta cứ xe cho nhau thôi. Có mấy bạn âm thầm vô, sợ bạn mình thấy nữa chứ. chờ ơi, lạy luôn. Có bài gì hai mình cứ share về tường của mình. Tường của mình đầy ấp những kỷ niệm chia sẻ với nhau. Có mà, hời chia sẻ với nhau, điếu thuốc. Yeah. Rồi thì hẹn gặp lại mọi người ở đề số 39. Chúc các bạn thi học kỳ 2 đại điểm cao. Yeah. Thi học kỳ 2 đại điểm cao và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ Thông năm 2023 cho nó tốt. Hẹn gặp lại mọi người ở đề số 39. Bye bye. Chào tạm biệt.